Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và biểu dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và phát biểu tại hội nghị. Cam Hưng Yên ở Khoái Châu cho thu hoạch được giá cao. Hiệu quả xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Huyện Yên Mỹ tập trung xử lý ùn ứ rác thải. Cần tăng cường quản lý thị trường thiết bị giáo dục, đồ dùng học tập. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020 và biểu dương chi hội trưởng nông dân tiêu biểu. Đến từ có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang trọng, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam. Tại Hưng Yên, những năm qua, ba phong trào trọng tâm của hội được cán bộ hội viên nông dân chú trọng triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh hiện có trên 200.000 hội viên, trong đó có trên 74.000 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp trên 180 tỷ đồng và hiến gần 20.000 mét vuông đất, tham gia trên 17.000 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, còn có các phong trào như xây dựng chi hội 30, hàng cây, đường hoa nông dân. Đặc biệt, năm 2020, các cấp hội đã phát động phong trào nông dân Hưng Yên chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chỉ đạo các cấp hội nghiên cứu cụ thể hóa nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, tổng kết thực tiễn hoạt động của phong trào nông dân, chủ động tham gia xây dựng đảng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ hội viên nông dân, tổ chức đa dạng các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức hội. Các cấp hội cần chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân để tháo gỡ kịp thời, báo cáo với cấp ủy chính quyền có biện pháp giải quyết một cách đúng đắn theo hướng thực sự dựa vào nông dân và vì nông dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: các cấp hội cần phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia phát triển kinh tế, cơ cấu lại nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân và các nguồn ủy thác tín chấp khác, tiếp tục hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, tư vấn phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ thông tin xây dựng chỉ dẫn địa lý thương hiệu nông sản và tiêu thụ nông sản, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chương trình liên kết 6 nhà nhằm tạo dựng một nền sản xuất nông nghiệp khoa học đồng bộ, sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trong đó đặc biệt đề cao các cam kết trong hoạt động sản xuất của người nông dân với doanh nghiệp, nhân rộng những mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương hội đã trao tặng bằng khen cho 90 chi hội trưởng nông dân tiêu biểu, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, Trung ương hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 104 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác hội và phong trào nông dân của tỉnh. Thời điểm này, một số hộ trồng cam Hưng Yên ở huyện Khoái Châu bắt đầu cho thu hoạch. Các hộ trồng cam cho biết, năm nay các nhà vườn phấn khởi vì sản lượng và giá cam đều tăng. Ông Lê Bá Nhung, thôn Thọ Bình, xã Tân Sơn, trồng cam được 9 năm với diện tích 4 sào. Năm nay cho thu khoảng 8 tấn quả. Hiện đang là thời điểm các thương lái của Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng đặt mua với giá cam từ 20 đến 25.000 đồng 1 kg tại vườn. Toàn huyện Khoái Châu trồng được 70 hectare cam Hưng Yên, tập trung ở các xã Bình Minh, Đông Tảo, An Vĩ và xã Tân Dân.
dự báo trong thời gian tới, giá cam sẽ tiếp tục tăng. Với mức giá này, trung bình người trồng cam thu lãi từ 15 đến 17 triệu đồng một sào. Hiện các hợp tác xã đang mở rộng trồng theo mô hình trồng Việt Gáp và mở rộng chuyển đổi trồng các giống cam cho hiệu quả kinh tế cao. Theo nhận định, thì năm nay toàn huyện Khoái Châu thu khoảng 200 tấn cam Hưng Yên. Do ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh gây hại, các diện tích cây có múi trên địa bàn tỉnh đang có hiện tượng rụng quả. Vì vậy, người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp hạn chế hiện tượng rụng quả trên cây có múi. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng trên là do trong quá trình tưới nước ở những vườn không cung cấp đủ nước cho cây ở giai đoạn khô hạn, sau đó gặp mưa nhiều, gây ra hiện tượng sốc nước. Do bệnh khô đầu cuống quả, ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như ruồi vàng, bệnh vàng lá gân xanh, bệnh vàng lá thối rễ. Để tránh hiện tượng rụng quả trên cây có múi, người dân cần thường xuyên điều tiết cung cấp nước tưới một cách hợp lý, khơi rãnh, cạn tháo, không để nước úng đọng vũng quanh cốc ngay sau khi mưa. Bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng cách kết hợp phun phân bón qua lá, cùng với phun thuốc phòng trừ sâu bệnh để giảm rụng quả. Đối với những cây phát triển sinh trưởng còn kém, cây mang nhiều quả, cắt tỉa bớt số quả trên cây. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tổ chức phun phòng trừ ngay những vườn bị bệnh khô đầu cuống quả bằng một trong các thuốc đặc hiệu. Những vườn có áp lực bệnh cao phải phun lại 2 lần sau khi phun lần 1 từ 5 đến 7 ngày. Những vườn có áp lực bệnh thấp hoặc ở thời kỳ sắp cho thu hoạch phun chế phẩm nano bạc để phòng bệnh nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, phòng trừ ruồi vàng trên các vườn cây ăn quả thời kỳ quả chín. Thưa quý vị và các bạn, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, giống vốn để nuôi ếch đã giúp gia đình anh Vũ Văn Quân, thôn Đanh Xá, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi tạo ra sản phẩm đặc sản được thị trường ưa chuộng và thu được hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy địa phương còn nhiều diện tích ao hồ thùng vũng nuôi thả cá cho hiệu quả không cao, năm 2014, anh Quân đã mạnh dạn thầu lại 7 hectare ao, cải tạo và đầu tư xây dựng thêm chuồng nuôi để nuôi thả ếch thương phẩm và ếch giống cung cấp ra thị trường. Do được học hỏi kinh nghiệm từ những hộ nuôi thả từ các tỉnh bạn, cộng với sự hướng dẫn hỗ trợ về khoa học kỹ thuật của Chi cục Thủy sản đã giúp gia đình thành công với mô hình nuôi ếch mới này. Anh Quân cho biết, ếch được nuôi ở môi trường ao nuôi rộng rãi, thức ăn được lựa chọn từ các công ty cám uy tín nên lớn nhanh, lại được thị trường ưa chuộng. Trung bình một năm, gia đình thu được 4 lứa với tổng sản lượng là 30 tấn ếch thương phẩm xuất bán cho các nhà hàng khách sạn, cộng với 100 vạn ếch giống bán cho các hộ nuôi thả trong và ngoài địa bàn, đem lại doanh thu trên 2 tỷ đồng. Đích đến của việc xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống của người nông dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, việc thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới là nội dung quan trọng được các địa phương trong tỉnh quan tâm. Ghi nhận tại huyện Phù Cừ, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua giảm nghèo bền vững. Bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát thấp, xã Tiên Tiến là một trong những xã khó khăn của huyện Phù Cừ. Gần 100% hộ dân đều có thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt trên 28 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 10%. Nhưng nhờ tập trung thực hiện nâng cao tiêu chí giảm nghèo, đến nay xã đã có nhiều đổi thay vượt bậc, thu nhập của người dân đã tăng gấp đôi, đời sống tinh thần vật chất được cải thiện. Điều đáng nói là xã đã vận động giúp đỡ được nhiều hộ nghèo nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và tự nguyện xin thoát nghèo, cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Xã đạt chuẩn nông thôn mới, chúng tôi cũng có cái đổi mới trong cái làm ăn, chuyển đổi vườn cây ao cá và có chăn nuôi phát triển kinh tế để thoát cái nghèo, xin ra khỏi hộ nghèo. Những năm gần đây là chúng tôi rất là quan tâm đến các cái hộ nghèo, hỗ trợ về kinh phí cùng với này của trên là sửa chữa nhà, chúng tôi chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao cái thu nhập cho người dân, cho vay vốn để phát triển sản xuất. Tiêu chí hộ nghèo là chúng tôi là giảm, là vừa rồi xã chúng tôi đã được tỉnh về thẩm định là đã đạt nông thôn mới nâng cao. Xác định rõ giảm nghèo là một trong những mục tiêu cơ bản trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Phù Cừ đã tập trung chỉ đạo thực hiện bằng nhiều biện pháp. Ngoài chính sách và sự đầu tư hỗ trợ của tỉnh, huyện cũng huy động hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế cho các xã nghèo.
hỗ trợ trên 10.000 lượt hộ nghèo vay trên 320 tỷ đồng để phát triển kinh tế, làm nhà ở, xây công trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Mỗi năm hỗ trợ gần 500 đến 600 người thuộc hộ nghèo được đào tạo nghề miễn phí và tạo việc làm. Từ năm 2019 đến nay, huyện còn phối hợp với các ngành của tỉnh hỗ trợ xây dựng 235 nhà cho người có công và hộ nghèo với mức 80 triệu đồng một nhà. Công tác tuyên truyền và rà soát hộ nghèo thì tôi cũng chỉ đạo làm rất chặt chẽ, đúng quy trình, công khai, minh bạch. Chính vì thế nên là được người dân ủng hộ cao và ý thức người dân trong quá trình vươn lên xây dựng nông thôn mới cũng như là cái việc thoát nghèo cũng rất tốt. Nhờ có nhiều biện pháp hỗ trợ giúp người dân giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện Phù Cừ trong mấy năm gần đây giảm sâu. Nếu như năm 2016 toàn huyện có 9,53% hộ nghèo thì nay ước chỉ còn khoảng 1,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng một năm. Phù Cừ đạt chuẩn huyện nông thôn mới đã tạo sự phấn khởi và đồng thuận của người dân, quyết tâm trong thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Tình trạng ùn ứ rác thải trong thời gian dài đang được huyện Yên Mỹ tập trung giải quyết, trong đó chú trọng đến các giải pháp sinh học. Trung bình mỗi ngày có khoảng 70 tấn rác được thải ra trên địa bàn huyện Yên Mỹ, khoảng 70% được xử lý tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Phần còn lại, vốn ùn ứ trong khu dân cư, này đã được xử lý tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Huy Anh thuộc xã Lưu Xá. Bãi xử lý rác thải này có diện tích gần 6.000 m2, gồm 2 hố, được kết cấu 3 lớp màng chống thấm, bùn sét dày 5cm và lớp cát dày 30cm. Rác thải sau khi tập kết về các hố xử lý sẽ được phun chế phẩm sinh học hàng tuần, giúp các chất thải hữu cơ phân hủy nhanh, giảm mùi hôi và ruồi muỗi. Lớp bùn do rác hữu cơ phân hủy có thể sử dụng làm phân bón, phần rác vô cơ còn lại được xử lý theo quy định. Nhằm giúp đỡ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai chương trình cho vay học sinh sinh viên năm học 2020-2021 với phương thức cho vay có nhiều ưu thế và lợi ích so với các chương trình vay vốn khác. Theo đó, mức vay đến tối đa là 2,5 triệu đồng một tháng một em, được chia làm 2 học kỳ, mỗi kỳ 5 tháng với mức lãi suất ưu đãi là 6,6% năm. Đối tượng là học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học hoặc tương đương đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề. Đến nay, tổng dư nợ cho vay theo chương trình cho vay học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đạt trên 112 tỷ đồng với hơn 3.500 lượt vốn. Chính nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn vay của chương trình đã giúp chia sẻ phần nào chi phí học tập sinh hoạt cho các em học sinh, giúp các em thêm vững tin để thực hiện ước mơ của mình. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã thực hiện ở khối lớp 1, nhưng thiết bị dạy học lại thiếu. Đây là thực trạng tại hầu hết các trường tiểu học trên toàn tỉnh. Theo thông tư số 05/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu khối cho giáo viên và học sinh lớp 1 có 65 thiết bị dùng chung, thiết bị dạy học ở các môn toán tiếng Việt, tự nhiên và xã hội, âm nhạc, mỹ thuật, đạo đức, hoạt động trải nghiệm và giáo dục thể chất. Trong đó, có một số môn như tiếng Việt, toán, âm nhạc yêu cầu mỗi học sinh và giáo viên phải có một bộ. Kinh phí đầu tư đầy đủ những thiết bị này lên đến hàng trăm triệu đồng. Trường không có nguồn, các cấp chưa có cơ chế hỗ trợ nên thầy và trò đang trong tình trạng học chay. Để khắc phục, nhiều nhà trường đã đề nghị phụ huynh tự trang bị cho con dụng cụ học tập cần thiết, đồng thời tận dụng các thiết bị cũ, phát động giáo viên tự làm đồ dùng học tập, sưu tầm tranh ảnh tư liệu, phục vụ cho giảng dạy. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Những năm gần đây, thị trường đồ dùng học tập ngày càng phong phú, mẫu mã được cải tiến phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Tuy nhiên, ngoài những đồ dùng học tập trong nước sản xuất, trên thị trường còn tràn ngập những mặt hàng có xuất xứ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc, không tem nhãn phụ, gây khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho thầy cô và học sinh. Tại hiệu sách Nhân dân huyện Kim Động, thuộc công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên, không khó để người mua lựa chọn những sản phẩm đồ dùng, dụng cụ học tập sản xuất từ nước ngoài nhưng lại không có tem phụ nhãn mác. Nhiều nhất là sản phẩm xuất xứ Trung Quốc, đa dạng từ các đồ dùng như bút mực nước, bút dạ quang, chì sáp,
chi bấm, tẩy, bảng đến các dụng cụ chọn gói cho học sinh tiểu học gồm hộp nhựa, kéo, thước kẻ, bút chì, cục tẩy, hình thú vật, v.v. Thì bọn em cứ ra Hà Nội thấy ở người ta cứ bày ấy, thấy nó đẹp đẹp mà người ta hỏi đến ấy, thì mình cứ nhặt vài cái về bán đi. Đấy, hiệu sách Nhân Dân to thế này mà cuối cùng mang cả những đồ đấy vào đây bán. Nói thật mấy anh là cái đấy là do nhu cầu. Cũng tại siêu thị sách Hưng Yên, thuộc công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên, cùng một số những nhà sách lớn của thành phố Hưng Yên cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhiều loại sản phẩm đồ dùng học tập được bày bán đều không có tem và nhãn phụ bằng tiếng Việt. Trên các sản phẩm, chỉ dán tên sản phẩm và mức giá mà không hề có thông tin sản phẩm bằng tiếng Việt. Thậm chí nhiều sản phẩm không có thông tin về nhà phân phối sản phẩm cũng như những cảnh báo về độ tuổi phù hợp sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, một số sản phẩm khác tại một số nhà sách có ghi thông tin nhà phân phối sản phẩm nhưng tuyệt nhiên không dán nhãn ghi thông tin về sản phẩm bằng tiếng Việt. Điểm chung của những sản phẩm không có nhãn bằng tiếng Việt là được bày bán lẫn lộn cùng với các sản phẩm có đầy đủ tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Đây anh không có thấy nào là tem nhập khẩu mới là tem phân phối của nhà phân phối nữa cả. Cái này thì chúng em thì cũng là lấy của nhà phân phối thôi. Đây, những sản phẩm này. Anh ơi, đây là thuộc về những dòng lưu niệm. Dòng này em lại nhập ở trên chợ Đồng Xuân ạ. Cái này là của đất người của Thái. Đất của Thái rồi. Thế còn cái này có gì? Của Tàu ạ. Cái này cái tem nhà phân phối đúng không em? Em biết, em đâu có Hồng Tàu. Nhưng mà cái nhà tem nhập khẩu đâu? Cái này không có tem nhập khẩu. Cái này mình nhập ở đâu vậy? Cái này của nhà phân phối văn phòng phẩm ở Hưng Yên này. Đồ chơi và đồ dùng học tập cho học sinh sản xuất phải đảm bảo các tiêu chí an toàn, chức năng bảo vệ sức khỏe cho trẻ em. Đối với đồ dùng học tập phải tuân thủ các tiêu chí như được sản xuất từ các vật liệu không sắc nhọn và không gây chấn thương, chất liệu nhựa phải an toàn, không gây độc, nếu vỡ, không gây xây xước cho trẻ. Đặc biệt, tính định hướng giáo dục cho mỗi sản phẩm là rất cao. Với thủ đoạn này, bày bán lẫn lộn các sản phẩm đồ dùng học tập có tem mác với những sản phẩm có xuất xứ từ nước ngoài nhưng không tem mác đang đánh lừa người tiêu dùng. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Mặt khác, các bậc phụ huynh cần phải có sự cảnh giác trong việc lựa chọn những sản phẩm cho con em mình. Những sản phẩm phải có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và thành phần sản phẩm rõ ràng hoặc đã được xác định có an toàn tại Việt Nam sẽ là lựa chọn tốt nhất. Điều này sẽ giúp trẻ tránh được những ảnh hưởng từ các chất độc hại và sẽ có một môi trường tốt để phát huy trong học tập. Sáng ngày 6 tháng 10, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai mạc lễ hội Đền Trần nhân kỷ niệm 720 năm ngày mất của quốc công Tiết Chế, anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn 1300-2020. Tự lễ tưởng niệm có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đền Trần là một di tích đặc biệt tiêu biểu nằm trong quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, tọa lạc trên đường Bãi Sậy, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Thờ người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng trụ cột của vương triều Trần. Đền Trần được khởi dựng vào nửa đầu thế kỷ 14, sau khi Hưng Đạo Đại Vương mất, dấu ấn kiến trúc đền Trần hiện nay mang đậm phong cách kiến trúc cuối thời Nguyễn thế kỷ 19. Hiện nay đền Trần còn bảo lưu được nhiều hiện vật rất có giá trị về lịch sử, văn hóa và mỹ thuật, đó là hệ thống cửa võng, câu đối, ngai thờ, bi đá và đặc biệt là 15 đạo sắc phong thời Nguyễn. Đây là những di sản văn hóa vô giá, là nguồn sử liệu quý báu đối với các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về lịch sử địa danh của phố Hiến xưa. Hàng năm vào ngày 8 tháng 3 và 20 tháng 8 âm lịch, Đền Trần thường tổ chức lễ hội nhằm kỷ niệm ngày chiến thắng Bạch Đằng lịch sử và ngày hóa của Đức Thánh Trần. Đây cũng là dịp diễn ra các lễ hội văn hóa dân gian vùng Phố Hiến với nhiều hoạt động văn hóa tạo thành sự kiện mang đậm sắc thái tín ngưỡng của cộng đồng cư dân nơi đây. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc COVID-19. Theo đó, thì ông Trump đã xuất viện vào chiều ngày 5 tháng 10 sau vài ngày điều trị để trở lại Nhà Trắng. Và ông dự kiến sẽ tiếp tục tham gia cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai với đối thủ của mình là ông Joe Biden vào ngày 15 tháng 10 tới đây.
Tổng thống Trump đã xuất viện sau 3 ngày nhập viện điều trị COVID-19 ở Walter Reed, Maryland. Ông Trump được nhìn thấy mặc áo vest, đeo khẩu trang khi bước ra khoảng sân trước bệnh viện trước khi lên trực thăng về Nhà Trắng. Trên tài khoản Twitter, ông Trump cũng cho biết sẽ sớm trở lại cuộc đua vào Nhà Trắng. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cho biết, ông Trump sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai với ứng viên dân chủ Joe Biden, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa phát động một chiến dịch kéo dài 80 ngày nhằm đạt mục tiêu ở mọi lĩnh vực của đất nước trước thềm Đại hội Đảng Lao động vào tháng 1 năm sau. Chiến dịch được đưa ra tại một cuộc họp của Bộ Chính trị Triều Tiên vào ngày 5 tháng 10. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đối mặt với nhiều khó khăn khi nền kinh tế chịu sức ép từ đại dịch COVID-19 và bão lũ. Hồi tháng 8 vừa qua, ông Kim tuyên bố Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức đại hội vào tháng 1 năm 2021 để quyết định kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội. Năm ngoái, ông Kim cũng đã tuyên bố sẽ thực hiện một bước đột phá trực diện trong chiến dịch xây dựng nền kinh tế tự lực của đất nước trước sức ép của các lệnh trừng phạt quốc tế. Tại một phiên họp đặc biệt của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, giám đốc chương trình khẩn cấp của tổ chức này, ông Michael Ryan nói rằng khoảng 1/10 dân số thế giới, tương đương với hơn 760 triệu người, có thể đã mắc COVID-19. Ông Michael Ryan cho biết, theo ước tính chính xác nhất hiện nay của WHO, khoảng 10% dân số thế giới có thể đã bị nhiễm COVID-19. Với dân số thế giới khoảng 7,6 tỷ người, thì theo ước tính của WHO, khoảng 760 triệu người trên thế giới đã mắc COVID-19, cao hơn 20 lần so với thống kê thực tế là khoảng 35 triệu ca hiện nay. Ông Ryan nhấn mạnh rằng số liệu thống kê có thể khác nhau giữa các vùng, các nhóm quốc gia, nhưng phần lớn người dân trên thế giới đang đối mặt với rủi ro do COVID-19. Một ngày sau khi chính phủ Pháp công bố xếp khu vực thủ đô Paris và 3 tỉnh tiếp giáp vào nhóm báo động tối đa do dịch COVID-19, chính quyền các địa phương này đã công bố nhiều giải pháp để hạn chế tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2. Trong một cuộc họp báo được tổ chức trưa ngày 5 tháng 10, các cơ quan chức năng khu vực thủ đô Paris và một số tỉnh lân cận đã công bố nhiều biện pháp bổ sung sau khi các khu vực này bị xếp vào mức báo động tối đa do dịch COVID-19. Theo đó, kể từ ngày 6 tháng 10, tất cả các quán bar, cơ sở kinh doanh và dịch vụ khác nhau như cửa hàng cà phê, các phòng thể thao, hồ bơi sẽ phải đóng cửa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tập trung đông người cũng sẽ bị cấm kể từ ngày 6 tháng 10, như tụ tập quá 10 người trên đường phố, các lễ hội của sinh viên, việc kinh doanh rượu, bia, đồ uống có cồn sau 22 giờ đêm. Thưa quý vị và các bạn, theo một kết quả nghiên cứu mới công bố, dịch COVID-19 kết hợp với việc không đạt được một thỏa thuận thương mại sau khi Anh rời Liên minh châu EU có thể sẽ khiến Anh thiệt hại khoảng 174 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong vòng 10 năm tiếp theo. Theo nghiên cứu này, dịch bệnh cũng sẽ khiến GDP của Anh giảm 2,2% so với trước. Thậm chí dù đạt được một thỏa thuận thương mại, GDP của Anh cũng sẽ giảm 3,1% so với thời kỳ là thành viên của EU. Còn trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, GDP của Anh sẽ mất khoảng 3,9%. Theo kế hoạch, Anh và EU sẽ nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit trong tuần này. Cả hai bên kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới. Giới chức Nga và các chuyên gia đang tiến hành điều tra việc nước biển thay đổi bất thường và nhiều động vật chết dạt vào bờ biển tại khu vực bán đảo Kamchatka, gây lo ngại lớn về môi trường. Thời gian gần đây, hàng loạt xác động vật dạt vào bãi biển Khalatysky, miền đông bán đảo Kamchatka. Động vật chết bao gồm bạch tuộc, nhím biển, cua và những loài cá lớn cùng một số sinh vật khác. Theo Tổ chức Hòa bình Xanh, kết quả phân tích các mẫu nước xung quanh bãi biển cho thấy lượng dầu cao gấp 4 lần bình thường, lượng phenol cũng cao gấp 2,5 lần. Tổ chức này gọi đây là một thảm họa sinh thái. Theo một số nguồn tin, sự cố rò rỉ từ một tàu chở dầu thương mại có thể là nguyên nhân gây ô nhiễm. Tuy nhiên, nhiều nhà môi trường học nghi ngờ lý do này và cho rằng đây có thể là một vụ ô nhiễm thuốc trừ sâu do một nhà máy bí mật gần đó gây ra. Người dân bang Geneva của Thụy Sĩ vừa qua đã bỏ phiếu đồng ý thông qua mức lương tối thiểu lên tới 23 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 580.000 đồng mỗi giờ, được xem là mức cao nhất thế giới hiện nay. Theo dữ liệu của chính phủ Thụy Sĩ, 58% cử tri của Geneva đã bỏ phiếu nhất trí với sáng kiến nâng lương tối thiểu lên 23 franc Thụy Sĩ trong nỗ lực chống đói nghèo, ủng hộ hòa nhập xã hội và góp phần làm nâng cao phẩm giá của con người. Trong khi Thụy Sĩ không áp dụng luật về lương tối thiểu trên toàn quốc, Geneva là bang thứ tư trong tổng số 26 bang của nước này tiến hành bỏ phiếu quy định về mức lương. Mức lương tối thiểu sẽ được áp dụng cho khoảng 6% số lao động ở bang Geneva kể từ ngày 1 tháng 11 tới đây. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên, đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 10 năm 2020. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày từ 70 đến 75%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 2m35, mực nước thấp nhất 1